Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Giải Mã Bí Ẩn, kênh YouTube tổng hợp và phân tích những điều kỳ thú, những câu chuyện thần bí và những ẩn số chưa có lời giải đáp trên trái đất này. Các bạn thân mến, chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ xoay quanh những câu chuyện kỳ bí về Kailash, đỉnh núi thiêng. Không có đỉnh cao nào là loài người không thể chinh phục, thế nhưng có một ngọn núi mà chiều cao khiêm tốn chỉ 6.638m nhưng con người lại không thể đặt chân đến. Không chỉ bởi thời tiết khắc nghiệt, con đường thách thức mọi trái tim gan dạ nhất, mà còn bởi nó được xem là một trong những nơi linh thiêng không được xâm phạm bởi con người. Nhiều truyền thuyết kể lại rằng, bất cứ ai chỉ cần đặt chân lên con dốc dẫn lên núi thì đều bị xem là phạm thượng và có thể bỏ mạng. Hiện nay, để bảo vệ sự linh thiêng của ngọn núi, chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cấm leo lên ngọn núi này. Và đây là những bí ẩn xung quanh ngọn núi linh thiêng Kailash. Ngọn núi thiêng Kailash nằm cách trung tâm của Tây Tạng khoảng 1.000 km về hướng Tây, nằm trong dãy Kailash thuộc dãy Himalaya. Kailash như một khối đá đen khổng lồ vươn sừng sững trên trời với độ cao gần 6.700m. Nơi đây nổi tiếng là một trong những ngọn núi linh thiêng nhất thế giới. Bốn con sông lớn của tiểu lục địa Ấn Độ, sông Kanali đổ vào sông Hằng, sông Indus, sông Sutlej để bắt nguồn từ núi Kailash. Tên ngọn núi Kailash trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là viên đá quý tuyết vĩnh cửu. Cho đến nay, ngọn núi Kailash vẫn là một thánh địa lưu trữ kho tàng trí thức huyền bí của người xưa. Hình dáng kỳ diệu của ngọn núi chính là biểu tượng của Phật giáo Mahayana, nghĩa là vũ trụ thu nhỏ, cũng có nghĩa là hội tụ phúc đức và trí tuệ. Thân núi phía nam có tầng tầng đá vàng tạo thành bậc thang có thể thông đến nơi ở của những vị thần. Tại nhiều quốc gia phương Đông, núi Kailash thường được coi là trung tâm tâm linh của vũ trụ vì đây là nơi xuất sinh bốn tôn giáo lớn ở Ấn Độ: đạo Jain, Phật giáo và đạo Bôn. Theo thần thoại, núi Kailash là trục của trái đất, hai chiếc thang dẫn lên trời, nơi giao thoa giữa thiên đường và hạ giới. Trong Ấn Độ giáo, núi Kailash được coi là nơi của thần Shiva. Phật giáo thì lại cho rằng Đức Phật và 500 vị La Hán bay từ Bồ Đề đạo tràng Ấn Độ đi đến núi Kailash. Sau đó, Đức Phật ngồi lên tảng đá ở núi Kailash và giảng đạo lý cho các vị thần Naga đang cư ngụ tại hồ nước thiêng Manasarova và hồ quỷ Rasata. Không người phạm nào được phép lên đỉnh núi Kailash. Giữa những đám mây là nơi ở của các vị thần, người nào dám leo lên đỉnh núi thánh và nhìn thấy các vị thần đều sẽ chết. Đó là điều mà tất cả các văn tự cổ đại của Tây Tạng đều đã cảnh báo. Tuy nhiên, đã có không ít người phớt lờ những điều này. Vào những năm 20 của thế kỷ trước, nhà leo núi người Anh Hudry Todd đã thực hiện chuyến thám hiểm đầu tiên lên núi Kailash. Ông tin chắc rằng mình có thể leo lên đỉnh núi phía Bắc. Nhưng ông đã phải thất vọng về sự lựa chọn của mình vì con đường ông chọn cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, ông mặc cho điều kiện thời tiết bất lợi, ông vẫn tiếp tục đi sang phía đông. Cuối cùng, ông tìm thấy một tuyến đường dẫn lên đỉnh núi. Tuy nhiên, do trời đã quá tối, nhiệt độ xuống thấp bất ngờ và tầm nhìn bị sương mù che phủ, khiến ông buộc phải quay trở lại. Vài năm sau đó, Herbert T.C., một nhà địa chất người Úc đã xin phép để leo lên ngọn núi này. Nhưng những người dân địa phương đã ngăn cản và cảnh báo ông rằng chỉ những người nào hoàn toàn thuần tịnh mới có thể leo lên đỉnh núi Kailash và người như vậy thì không tồn tại trên cõi đời này. Với các vách núi dựng đứng như pha lê thì chỉ có thể bay mới lên được đỉnh núi. Đến năm 1980, chính phủ Trung Quốc đã cho phép Rihal Andias Midner, người được xem là nhà leo núi vĩ đại nhất, có cơ hội chinh phục đỉnh núi Kailash. Thế nhưng không rõ lý do gì, Midner đã từ bỏ ý định này vào phút chót. Ông nói rằng nếu chúng ta chinh phục ngọn núi này thì có nghĩa là chinh phục thứ quan trọng nhất trong tâm linh của nhân loại. Theo ông thì việc này không phải là điều sáng suốt. Tới năm 1998, một nhóm thám hiểm đã đến để khảo sát núi Kailash. Khi họ nhìn thấy bức ảnh của người dân địa phương thì đã vô cùng choáng ngợp, bởi vì ngọn núi này chính là một kim tự tháp vĩ đại được đặt trên đỉnh núi Kailash. Tuy nhiên, trong quá trình leo núi, đoàn thám hiểm luôn trong tình trạng lờ đờ, cảm giác buồn ngủ và cuối cùng họ phải quay lại giữa chừng vì bị lạc đường. Có lời đồn rằng những người này đã bị lão hóa nhanh hơn bình thường, các móng tay họ mọc dài bất thường và trở nên trắng bệch trong 2 tuần sau đó. Mặc dù hiện tượng lão hóa nhanh bất thường đã được nhiều người nghiên cứu nhưng vẫn chưa thể đưa ra bất cứ lời giải thích khoa học nào. Lời giải thích duy nhất được tìm thấy cho các văn tự của Tây Tạng nói rằng ngọn núi được bảo vệ bởi các vị thần siêu nhiên có khả năng thay đổi thực tại và thời gian. Vào năm 2007, nhà leo núi người Nga Sergei Sityakov sau khi thất bại trong quá trình chinh phục đỉnh núi Kailash đã kể lại rằng: "Tôi là người có kinh nghiệm leo núi, tôi đã thực hiện hàng chục chuyến thám hiểm trên dãy Himalaya. Nhưng những gì tôi vượt qua ở ngọn núi này vượt quá sự hiểu biết của tôi. Sau khi đi lên, cả tôi và các thành viên trong đội đều bắt đầu kêu đau đầu dữ dội. Chúng tôi nghĩ nguyên nhân có thể do thiếu oxy, do lên đến độ cao tương đối. Vài giờ sau, chân chúng tôi nặng như đeo chì và tôi gần như chỉ có thể bò. Tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, rồi đột nhiên bị ám ảnh bởi ý nghĩ mình không có bổn phận ở đây và cần quay trở lại ngay lập tức. Tôi bắt đầu thông báo cho những người đồng hành quyết định quay lại bằng mọi giá. Ngay khi bắt đầu đi xuống, tôi cảm thấy như được giải thoát, cơ thể trở nên thoải mái, các cơ dễ chịu đi. Tôi cảm thấy bước đi nhẹ tựa như trọng lượng không tồn tại. Ở thời điểm hiện tại, việc chinh phục Kailash gần như là việc bất khả thi bởi chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh cấm leo núi nhằm bảo vệ sự linh thiêng của ngọn núi này.
Thay vào đó, điểm gần nhất mà con người có thể chạm đến chỉ có thể là chân núi mà thôi. Hàng năm, hàng ngàn người hành hương đến Kailash, nhưng chỉ có ít người chịu được sự gian khổ để tới sát chân núi. Số người đi bộ được hết vòng chân núi là 52 km lại càng ít hơn. Thời tiết luôn là một thách thức khi nhiệt độ ở vùng núi này luôn thay đổi đột ngột. Trên cao, không khí loãng và thô, thiếu oxy làm nhiều người bị đau đầu, mất ngủ. Không phải ai cũng có sức khỏe để chịu được. Người Tây Tạng tin rằng phải đi hết con đường này trong vòng một ngày, nhưng khó ai làm nổi điều đó. Nhiều khách hành hương bản địa còn thực hiện nghi thức vô cùng khó. Mỗi bước đi lại phục xuống nằm dài ra để đầu ngón tay in xuống đất tuyết, ngồi dậy lại rồi đứng lên, bước tới ngón tay mình in dấu và lại phục xuống. Người khỏe mạnh thì cũng mất một tháng mới đo được hết chân núi bằng chiều dài cơ thể mình. Như vậy, Kailash không thể chinh phục. Dù là lý do khách quan hay chủ quan, nhưng điều đó không thể ngăn cản sự tò mò của các nhà nghiên cứu lẫn công chúng xung quanh ngọn núi linh thiêng này. Từ đó, hàng loạt thuyết âm mưu ra đời. Để ý một chút, có thể nhận ra dễ dàng ngọn núi này có hình dạng khá lạ thường. Các nhà khoa học nghiên cứu địa hình và cấu trúc của ngọn núi này cho biết nó có hình dạng kim tự tháp, chẳng khác gì so với những kim tự tháp thông thường. Hơn nữa, được bố cục chính xác theo bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Hình dáng kỳ lạ của ngọn núi Kailash còn dẫn đến nhiều phỏng đoán rằng đây không phải là một ngọn núi đơn thuần. Giáo sư người Nga Ernst Adelsi cho rằng đỉnh núi thực chất là một kim tự tháp nhân tạo thời cổ đại. Tiến sĩ kiêm nhà thám hiểm chuyên nghiệp này còn cho biết độ cao của ngọn núi Kailash sẽ thay đổi theo từng năm, nhưng trung bình sẽ là 6.666 m. Ngoài ra, giữa độ cao của núi Kailash, bắc cực và nam cực, tượng đài Stonehenge ở Anh và đại kim tự tháp Giza của Ai Cập có một mối tương quan, sự tương đồng đã kinh ngạc. Khoảng cách giữa núi Kailash và tượng đài Stonehenge là 6.666 km. Con số tương tự là một lần nữa giữa Kailash và bắc cực, trong khi đến nam cực là 13.332 km, gấp đôi quãng đường ban đầu. Những người theo thần số học cho rằng con số 6.666 chắc chắn là biểu tượng cho điều gì đó không phải ngẫu nhiên được gắn với ngọn núi Kailash. Trong một số nghiên cứu đó, các chuyên gia thám hiểm đã rất kinh ngạc khi phát hiện ra rằng hướng mặt tượng nhân sư Ai Cập nhìn về phía chính núi Kailash. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều cuộc bàn luận giả thuyết cho rằng cách đây hàng ngàn năm trên trái đất đã tồn tại những nền văn minh tiên tiến chưa từng được biết đến, và Kailash chính là một phần của những nền văn minh ấy. Dẫu vậy, đó cũng chỉ là một giả thuyết và tất nhiên không được chấp nhận bởi cộng đồng khoa học trên thế giới. Vậy thực sự thì Kailash có chỉ đơn thuần là một ngọn núi to do mẹ thiên nhiên tạo ra, hay còn ẩn chứa điều gì bí ẩn nào khác nữa? Đây mãi là một bí ẩn không có lời giải đáp của nhân loại. Và đó cũng là điểm kết cho câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Giải mã bí ẩn rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tới. Nếu cảm thấy video thú vị, hãy tặng cho chúng mình một like, đồng thời đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo từ giải mã bí ẩn. Lịch công chiếu video mới của kênh là vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Các bạn nhớ dành thời gian để đón xem nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.